Rồi, hello, xin chào mừng các bạn đến với kênh WTCO của Trung ha. Thì bữa nay là mùng 10 tháng 10 Tây rồi. Thì Trung nhớ là như mùng mấy tháng 9 rồi đó. Thì anh em mình đã chuẩn bị cũng đã kích bông đều đầy đủ rồi. Thì bữa nay có nói chung có nhiều người, cuộc gọi về, có nhiều người tin nhắn về cho Trung nói là mai em chưa có nụ, mai em nụ nhiều, mai em nụ lớn, thì Trung sẽ làm một cái clip để giải thích cho các bạn và cho chia sẻ những kinh nghiệm nhỏ nhỏ học lỏm của Trung ha, cho các bạn để anh em nào có được sự chăm sóc cái mai mình cho tốt, thật tết tốt để cho tết mình có cái bông hoa chơi đẹp ha. Thì trước mặt của Trung là có một cái nấm bông DAB, phần DAB, nói chung DAB này có nhiều loại bạn, nó rất nhiều loại và rất là nhiều thành phần, nhưng mà điều nó là có 18 đạm, 46 kali và không lăn ha. Thì nói chung loại nào cũng là một cái chợ thôi. Và lần trước mặt Trung thì có một hũ phân bón đầu trâu 701 à. Đây là đầu trâu 701 ha. Hai cái này thì anh em có thể, ví dụ cái này anh em có thể ngâm nước ha, hoặc anh em rải dưới gốc. Rồi 15 ngày sau thì anh em sẽ phun cái này ha. Phun cái này là hai loại này. Anh em phun cho Trung hết tới tháng 10 ha, tới tháng 10 đi. Là rồi bây giờ Trung sẽ giải thích cho sơ ha. Còn rồi xong tới tháng 10 đi cái đi thì anh em chuẩn bị cho Trung mua một hũ, một bịch phân đầu trâu ha. Phân đầu trâu này là nó là phân khoáng chất, phân khoáng ha, phân khoáng đều cái đó là có 15 đạm ha, 7 lăng và 17 kali ha. Đó, đây là hộp bịch phân, bịch phân của Trung mua trong bên đây chuẩn bị ha. Thì cái này nói chung nó giúp cho các bạn là nhiều hoa nè, đẹp hoa lâu tàn ha. Thì bên đây nó có hướng dẫn này là cách sử dụng nè ha. Đó, cách để sử dụng là nó là sẽ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cần thiết cho cây cảnh ha, và hoa trong giai đoạn sắp trổ ha, và giai đoạn ha. Thì cái này anh em sẽ dùng cho Trung tới khoảng đầu giữa khoảng mười mấy tháng 10 ha, vô đầu tháng 10 anh em sẽ bón cho Trung một lần phân này nữa. Là bây giờ tới đầu tháng 10 là anh em sẽ dùng sau cho được 3 lần ha, là một lần phân phun và hai lần phân DAB ra, hoặc là loại phân nào có lăng nhiều. Nói chung ở địa phương bạn có loại phân nào thì bạn sẽ dùng loại phân đó thôi, không cần thiết phải mua đúng loại phân như Trung. Loại phân này nói cho Trung chia sẻ hai loại phân này là hai loại phân phổ biến nhất cho anh em dễ mua, tại vì chỗ nào cũng có. Chứ còn ở trong nhà Trung thì nói chung nó nhiều loại phân lắm ạ. Và cái loại bịch này nó này cũng rất dễ mua ha. Tại vì rất dễ mua, rất có. Cái này tôi sẽ kích cho qua điều qua chỗ đẹp là gì, anh em sẽ bón cái này vào 15 tháng 10 ha. 15 tháng 10 anh em sẽ bón cái này ha. Và tới 30 tháng 10 thì anh em sẽ phun cái này ha. Đó, phun cái 901. Thì các bạn cứ nhớ là cái số đầu là đạm, số giữa là lăng ha, số cuối là kali. Đây này là 25 kali nè, để dùng cho bông đẹp bông tàn mà. Rồi cái chất đạm này là để kích thích cho giữ bộ lá cho nó không rụng nè, cho lá nó xanh chứ được các bạn. Cái số đầu này mà số 0 là không luôn. Ở dù 0 10 0 20 25 thì cái lá bạn nó sẽ màu vàng mà. Rồi giờ chúng sẽ đi một vòng ví dụ cho bạn xem. Rồi ví dụ bạn chỉ trước mặt chung cây mai này thì nó nói chung bông nó rất vừa bạn, hộp bằng hộp gạo ha. Đây, bông bằng hộp gạo thì hộp rất vừa. Đó. Thì cây này thì khoảng Trung đã mới bón DAB dưới gốc rồi, thì khoảng 15 ngày sau Trung sẽ phun bón đầu trâu lên cây này nữa. Thì các bạn phải làm sao giữ được bộ lá cho nó ok ha. Rồi đây có hai cái lá bệnh này, lá bệnh này thì nó bị cháy lá này, có nhiều anh em hôm nắng cháy bỏ ra trong mát nắng cháy, nhưng thực tế là nó bị tháng thư mà. Tháng thư hay bằng tháng thư đi sắt đầu nó cũng bị hai tình trạng này. Thì anh em sẽ dùng thuốc ăn viên ha. Ăn viên hay là cô cái gì Antico chứ đúng, chưa quên cái tên quên hoài, không phải về khán giả nước méo mà Antico, bằng Antico chúc Trung sẽ lấy cái bịch Antico cho bạn xem cái mẫu luôn. Chúng chúc Trung là bạn sẽ phun nó như các bạn phun nhẹ thôi nha, tại mùa này các bạn bất cứ các bạn phun loại sâu, loại thuốc, loại bệnh gì các bạn phun, các bạn phải để ý ha. Chứ nếu cái cây mai bự bạn phun với cái chất đó vô là giờ nó nóng á, nó nóng nó sẽ làm tạo cho cái nụ mình màu lớn màu bự lắm. Chẳng hạn như cây này ha, cây này thì bạn thấy lá là gì rất già rồi. Cây này thì giờ anh em nụ rất bự ha. Cây này mà giờ anh em dọng đây cái chùa qua cây này cho dễ dễ thấy không? Đó như cây này bây giờ anh em dọng ba cây lăng vô cho cố vô là nó coi như nó nở trước tết, anh em đón tết luôn. Còn như cây bên đây thì dừa bạn, đó cây bên này bạn thấy cây này là rất dừa ha. Đây nụ cái này là ok ha, dừa rất dừa nụ. Đó, rất dừa ha. Thì cái này gọi anh em mình cứ bóng bón thoải mái ha. Đây. Okay. Thì nói chung là Trung chia sẻ các bạn cách chăm sóc thì Trung chủ yếu là nói như các bạn biết là ba cái hàm lượng phân, ba cái số đó cho các bạn phân biết được, biệt được cái số nào là số nào cần thiết cho cái nào ha. Thì các bạn trồng mai các bạn cứ nhớ nguyên tắc là cái số đầu tiên á là đạm ha, là dùng cho bung đọt ra lá, còn số thứ hai là dùng cho nó già lá là khằn và nó tạo nụ.
Còn cái số thứ ba là số cuối cùng là kali á, là dùng cho nó nuôi bông đẹp, bông tàn, bông bự, bông lâu đó thôi. Nói chung các bạn cái yêu cầu các bạn nhớ được ba cái đó là các bạn chăm sóc cái mai thoải mái không không sao. Còn như chung thì mấy anh em trồng mai nhiều, như chung với mấy người anh em đồ người ta trồng mai để bán nhiều quá thì cái vườn mai họ tới vài 300 cây là họ nhiều như vậy thì nói chung có nở vài ba cây không có sao đâu bạn. Còn như các bạn thì có 2-3 cây mà nó nở cái rồi là cũng như mình phải tốn tiền để mua cây mai khác mình chơi ha, thì mình phải chăm sóc sao mình điều khiển cái mai mình cho nó y chang. Mà trồng mai ít thì nó cũng ít dạng ít bệnh lắm, nhưng trồng mai nhiều như chung vậy này, như anh em vậy thì mình phải xử lý cho thuốc cho định kỳ cho đúng tiêu chuẩn với nó cũng dễ bệnh lắm. Còn trồng mai ít thì anh em thì cũng nó ít bệnh lắm nên anh em không cần thiết. Đây chung ví dụ cái cây này là bị cháy lá tháng thường bạn, đây cái này thì các bạn dùng antico ha, thì cô bạn xịt nó cháy vậy là nó bảo gì xử lý liền nha, nó rất là đại lợi hại nè. Nó cháy vậy là nó sẽ teo luôn, mai mốt nó chơi chết luôn những cái nụ luôn, những cái nụ nó khô nhưng nụ luôn chứ phải là khô đầu đọt lá gì không nghe đâu nha. Mới ban đầu thì nó bị vậy đâu nè bạn, mới đầu bị vậy ha, tại sao này nó khô đồ, khô luôn tới cái nụ luôn đọt lá luôn, nên bạn phải xử lý cái này, vụ này cho nó triệt để cho nó ok ha, cho nó hết cái vụ này thì như cái mai mình nó phải khỏe mạnh, nó phải không có lá bệnh như vậy nè, nó mới gọi là cái mai khỏe mai tốt ha. Thì vườn mai của chung thì nói chung một bèo nhà cũng có học bao nhiêu cây mà nó nhỏ nhắn như xíu thôi, như điều mình cũng có dạng cũng có mai bán tết và cũng có mai giao lưu cho đem trên mạng nên tết này chung cũng không có đem ra chợ hết đâu, chung đem đi dày 3 cây chơi cho vui thôi. Còn đại số là chung để vườn này thôi thì chung nuôi là năm sau sẽ, mỗi mai là mỗi năm một cái mỗi sẽ có mỗi giá trị cao mà, nên mình cũng không cần thiết phải tết nào phải bán cho nó hết nha. Đó, thì bữa nay chung chia sẻ các bạn cách chăm sóc đơn giản thôi rồi và cũng hiệu quả, nói chung là cũng chung hai áp dụng và anh em cũng hai áp dụng xài. Thì các bạn cứ nhớ nguyên tắc là ba cái loại phân như trên thì các bạn sẽ áp dụng được cái mai mình nó phải nó đạt hiệu quả thôi, và nó nở trổ bông đúng tết thôi. Chứ nếu còn đúng chung chăm sóc mà dạng chăm sóc chuyên nghiệp thì người ta đã trang bị tạo bộ lá cho khỏe cho mạnh vào tháng 6 rồi bạn, đầu 6 là họ chuẩn bị rồi, là vào đầu tháng 7 thì anh em đã kích lăng rồi, kích lăng là tạo nụ, như người ta biết là kích lăng sớm là người ta nụ nó sẽ rất đẹp và rất nhiều, nhưng người ta biết cách điều khiển mà, ta biết cách điều khiển cái nụ nó ta không có nở được trước tết ha. Còn anh em mình tay nghề dạng học lỏm thì anh em mình kích kiểu đó là nó sẽ nở trước tết liền, nên anh em mình tốt nhất thì anh em mình đừng có nên làm theo ta ha. Mà anh em để cho khoảng tới hết tháng 7 qua tháng 8 này anh em mình kích nụ thì nó dạng sẽ an toàn hơn đó. Còn mai thì nói chung là cái mai các bạn thấy nó ít nụ thôi, chứ khi các bạn lặt lá ra nó sẽ phát nụ rất nhiều bạn. Đây, chung lặt lá ra thì nó sẽ phát nụ rất nhiều. Cái miếng cây này là chung chỉ lặt để chơi cho vui thôi ha. Đây, cây này là cây đầy lọc ha. Còn bên đây là cây giảo Thủ Đức chung mới ghép hồi năm rồi, chia sẻ với bạn như dẫn nụ chơi, dẫn bông chơi bạn. Dẫn bông chơi. Còn cây bên kia cây lớn chung lặt nói chung đây chung còn cây đại lộc đây đó, đại lộc như xíu nè. Còn bên kia chung lặt cái cây bên kia cho bá rồi, sắp nở rồi, bên nào nở chung chia sẻ cho anh em xem cái đường bông này bạn. Cây này thì chung thấy nó tàn ít quá, nếu giờ cái gốc nó rất đẹp nhưng mình bán giờ thì nó sẽ tiếc ha. Giờ chung lặt chung cho nó nở chơi vui anh em coi bông năm sau chung sẽ giao lưu cây này đó, anh em thấy không? Gốc rất ok, gốc hình thú rất đẹp ha. Đó. Nhưng mà điều nó dạng nó không ấy thì chung sao. Nói chung các bạn là lặt nghịch mùa như vậy là nó chưa có đủ chắc mà, nên mỗi cái búp này nó chỉ được có 2-3 bông thôi ha. Và thấy có bông lớn hay bông nhỏ thôi. Tại nó chưa có đủ chắc lăng để nó tạo nụ lên nên cái búp nó cũng chưa đẹp. Anh em lặt nên vào thời Tết như vậy, vậy cái này là dạng mà như mình chơi dạng trái mùa rồi, bông nó cũng sẽ không đẹp bằng cái bông mà nở đúng thì từ mùa đúng tiêu chuẩn đó ha, đúng tiêu chuẩn nên nó sẽ đẹp hơn, đúng tết nó sẽ an toàn và đẹp hơn. Còn như vậy nó nở nó sẽ không đẹp. Đó thì vườn mai của chung cũng có vài trăm cây vậy thôi, nói chung cũng sơ chút đỉnh thì chung cũng làm clip vô luôn anh em, thì cũng nhập mai mới về, mai cũ về, mai cũ đi, nói chung làm từ luôn hết. Thì bây giờ là về lô mai này là chung chuẩn bị chung bán tết đây, nên chung không có làm clip nhiều á, để cái này dành bán tết ha. Để thì đợi tết mình là ra chợ không có mai bán cũng kỳ. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi clip của Trung ha. Xin chúc anh em được thành công và được cách chăm sóc mai cho nó hiệu quả. Vừa Trung nói Trung quên lấy cái bịch thuốc trị bệnh cho các bạn xem nữa. Đây cái mai các bạn thì bị đó thì các bạn sẽ dùng cái này ha. Thuốc Trung bỏ mấy hũ này hoài thì sẵn. Đây là cái này là Antico bạn. Anh cho cô chứ, anh cho cô ha, bảo vệ bằng áo giáp.
Thì cái này cái chúng thấy cái này xịt dạng bị cháy lá là rất hiệu quả mà, nên chúng sẽ áp dụng dùng cái này. Đó, thì nói chung là cho các bạn trồng mai thì chúng sẽ nói lại một lần nữa, các bạn trồng mai là các bạn phải kết hợp phân hữu cơ ha. Và phân vô cơ thì cây mai mình mới thành công, chứ nếu các bạn mà sử dụng phân hữu cơ không thì cũng không được. Và các bạn dùng phân vô cơ không thì cũng nó cũng không ổn các bạn. Nên mình phải kết hợp phân hữu cơ, vô cơ và luôn cả phân khoáng nữa ha. Những loại phân nào thì hiệu quả mình cảm thấy ở địa phương mình có bán mà mình trồng cái mai mình cảm thấy nó được hiệu quả, an toàn, ngon, chắc cú thì mình sẽ dùng những loại phân đó mình xài thôi, chứ không cần phải theo bất cứ ai nha bạn. Luôn cả chung ha. Nhiều khi chung những loại phân này như khu bạn không có thì chung bạn cứ theo về và đi tìm để mua, nó sẽ mất thời gian. Bạn cứ nói như phía bạn trồng mai đầu mùa, bạn cứ nói ra quầy bán cho tôi cái hữu loại phân nào mà hàm lượng đạm cao thì họ sẽ bán cho bạn thôi. Thì bạn gì bạn bón vô nó sẽ bung tàn bung đọt, nó sẽ mạnh, nó phát triển cái mai ok. Và đặc biệt mình phải củng cố bộ rễ nó từ hồi đầu năm nha. Từ đầu năm mình sẽ củng cố bộ rễ cho nó mạnh khỏe bộ rễ thì cái mai mình sẽ phát triển ok và nó không có bệnh thôi. Còn nếu bầu rễ của bạn mà yếu thì dàn lá các bạn nó sẽ không được bóng gì đâu, sẽ không được bóng, lá nó không bóng thì nó về nhìn cái mai nó kèo còn cọc, nó nhìn nó thấy chán lắm, nhìn nó khó chịu, nó không có được bóng lá và đẹp lá ha. Nên mình phải cũng có bộ rễ, trước nhất là bộ rễ ha, bộ rễ mình cho an toàn là ok rồi. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip của chúng, xin chào các bạn, hẹn gặp lại bạn trong clip sau. Chúng sẽ làm clip chia sẻ các bạn cách bón phân và trị bệnh theo cái mai. Anh em nào mà có những thắc mắc gì đó thì cứ comment hoặc gọi điện thoại trực tiếp chung ha, ở dưới clip chúng sẽ hoặc là gửi qua bên Zalo của chung, thì chúng sẽ chia sẻ cái cách các bạn như chị trong khả năng tôi của chúng biết thôi, thì chung cũng dạng học lõm. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi clip của chung, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.